Đáng ghê, ngay mình đây mất hai còn hai vẫn còn chồng hai đây. Ai, 4 dạ. triệu con đi. À dạ, đã dùng Đang rồi. bước vào. Quên lúc nãy ông hỏi là có đánh thoải mái à? 4 triệu Không, cân. không, 4 triệu gì cân là hãng. ông cứ 4 triệu cân xong rồi thích đánh thêm thì bao nhiêu thì đánh, cứ hỏi thôi. 1, 2, 3, Ai 4, ai là 5. 9 triệu rồi. Đúng rồi. Là tổng 35. Tổng 9. Tổng 9. Cân luôn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chết giờ. Ôi hỏng rồi, đánh lão không bao nhiêu chơi. Lại cân cho em sao được, cứ thì đánh lão một đống người giàu cánh đánh lão 9 triệu là cân đúng không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Từ từ, chưa, cân sao được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 triệu nữa. 7 triệu cái nào, chịu mấy điểm mà chiêu 6 điểm bài, 6 điểm bài úp vào nào, cái sao lại cứ ngửa ra như vậy, có gì mà buồn to thế. Thêm 7 triệu, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Cân này 1, lại thêm ngược 3, 4, trả này được đấy. Ông quánh căng nhỉ, 7, 8, 9, 10, xong. Ông quánh căng lúc cái gì, lúc tài đi nữa, chờ gì nữa. Thêm mấy, thêm 10 triệu, 6, 2, 1 thì bỏ. Mấy điểm đấy? 9. Xong rồi. Cái nước này còn phải hỏi, phải nói khoe làm cái gì? Bao nhiêu là cân? 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cắm đồ hoặc đi vay đồ, vay tiền thì vay đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Thêm hẳn con 15 triệu. Đấy. Rồi rồi, ông cứ cầm đây, tôi cầm ông điện thoại của tôi này. Đấy. À, tin rồi, người ta tin rồi, chắc ăn rồi. Thêm mẹ 18 rưỡi. Tổng 18 rưỡi. Bỏ đốt đây 12 à? Đây. 13 pro đấy bên. 15 rồi, lấy bao nhiêu? Đây nữa. 5 triệu nữa. Nhá, thua con này thì thôi 1 triệu chứ. 4 5 20 nhá, con này không được. Cầm nghe không? 1. Cầm mấy triệu rưỡi là vứt vào đấy là cân. Sao? Làm sao mà có chuyện trái đất này làm sao là của bố mình được nữa. Sắp đẹp vào, sắp đẹp. Các kịch cái kia. Sắp đẹp vào. Ăn rồi, kia kịch nó ăn lâu rồi. Cái gì đấy? Liên thuyền. Ôi trời, sáp cơ mà. 3 thằng 4 tiền rồi đây. Tiền của nó đây. Vâng. 3 thằng 4 cơ mà. Mày đen lắm. Nhưng cái kịch vẫn thua. Kịch vẫn thua. Nghỉ đi em ơi. Nghỉ đi em ơi. Nghỉ cái đéo đi. Tiền đâu nó mà nghỉ, còn cái gì mà bắt sao đéo gì đâu mà chơi. Còn gì nữa mà chơi tay bo bọn tao à? Nhìn gì tiền bên này? Ai bơm cho ông mà người ta còn có cái này không, có cái gì? 2 triệu nhá. Đứng lên. Có cái khất. Vào gà đi ông ơi. Ông có cầm đồ không? Cầm, cứ có cái gì mang vào đây cầm hết. Cầm đây không, thì cái đéo đây, nhà đây rồi đây, thích cái mà cầm cái gì cả được. Rồi. Uy tín thì bây giờ mà uy tín nó bao tiền, muốn bao tiền. Có được rồi, cứ đánh đi. Đi rửa cái mặt cái mũi cho nó tỉnh táo đó. Công cứ nệ này. Ông vừa này luôn nhá. Nhớ mang tiền vào đấy nhá. Cắt cửa đi. Hả? Cắt cửa. Cứ cắt cửa đi. Có tiền đâu mà. Nhớ mang tiền vào nhá. Thì em gọi vợ con cho bài cửa này nó bốc ông ạ. Có đồng tiền. Đóng cửa lại chắc cú. Anh là anh bán vừa rồi mà mình biết bài của nó thì đỡ mất tiền, tự dưng không biết bài của nó lại thua nhiều quá. Đeo con kính này vào chắc cú. Thử xem.
xem nó có chính xác không đã. 9 này. Át này. 7 này. 5 này. 2 rô này. Được. Quy tiếp này. Ok rồi. Bây giờ vào nệ thôi. Bây giờ vào cắm xe đánh thôi. Không thể để thua này được. Nhìn bài của nó đánh thì không thua những con bài như vừa rồi được. Ẩm rồi. Ê, mặt mũi tỉnh táo thôi. Vào chơi tí nào. Tiền đâu? Bao nhiêu con nhỉ? Tiền đâu á? Tiền đấy. Ông bạn kia cầm một con SH nào? Còn 2. Lấy cho mình 1 lít, đánh cho nó thoải mái. 2 còn 2 à? 2 còn 2. 1 lít nhá. SH đéo giờ này 1 lít. SH giờ 50. Ông cân không? 2 còn 2 có đánh không? 30 các tài chiêu. Ông bị ngẫn này. Nước đây này. Đây cầm một 50 đi. 30. Cũng cầm mới cầm không cầm thôi. Cái con này nó quen biết nhau cắm bao nhiêu rồi cắm, tôi không quen ông, tôi không cắm thế thôi, chứ còn tiền tôi cũng chẳng thiếu. Quan dư để nhà này làm việc xong á, từ chia hai nè. Cái xe cầm lên cầm xuống. 3 này, người đi tiến rồi, nó quan trọng. Cầm thì vào tôi lấy tiền luôn, làm sao phải cầm. 4 này. Bây giờ anh em mình đánh bạc to ấy. Lấy bộ mè mới mà đánh đi. Chứ làm sao mà phải đánh bài cũ, đúng không? Được. Này. Xài bài liên tục. Rồi ok. Cầm 5 nhá. Cầm 5 đi. 5 đấy. Thôi lấy 40 thôi. Cầm đéo thì phải nhiều. Đấy. Chắc nó sợ mất, tí nó không có giả. Thì mình có cái trách nhiệm của mình nhỉ. 7 đây. Chứ tôi vay được bao nhiêu vay, ông không cứ nói nhỉ. Đây tiền tôi đúng không? Đúng không? Đúng. Có bài đâu, bài này cất đi nhá. Vứt đi. Đây, thôi để đây, đi nhà tôi cất thử cất được, tí nữa có người dọn. Bộ bài chủ nhà đưa vào à? Mà khoan nhá, mỗi ông ra hồi 5 lít. Ra 5 lít. Đấy, gì không? 500 sao? 5 lít, ông cắm, ông cất thế à? Phế biết cái gì, đây là chủ nhà đấy, còn đi... Đây để cho nó dọn nhà chứ còn... Quan trọng quá được tiền nó hay không, chứ còn cái chuyện cắm thì để ý gì. Nó hết thì lấy đây chỉ lấy 40 thôi. Thì nó muốn cho nó mất cả xe. Đấy, nhà này làm cái vẫn cứ làm đi. Chưa luôn. Mình gì? Có trách nhiệm với đấy của mình nhỉ. Đây. Nhà kia là thiếu ẩm nha, cái vẫn thiếu ẩm nhá. Thiếu. Ẩm như sao ẩm? Bài không ẩm. 479 tròn nhân đôi. À, mấy trăm cân nhỉ? 2 triệu với mấy trăm. 4 triệu cân. 2 triệu. 2 triệu. Ẩm 2 rồi. Ừ. 4 là cân. 2 và thêm 4. Đây chờ, thêm 4 6 điểm bỏ. Ông bắt đi, tôi bỏ. 7 5 10. Đánh đi thôi, chịu chết rồi. Mấy? Ôi lại 9. Ông nuôi 9 trong nhà. Mấy tí đỏ tiếp lên nhá. Sáng ra được bắt hết canh 2 triệu này. Đổi 1 triệu, 2 triệu. Thôi đây mượn 2 triệu đóng hộ tiền hồ cái đóng vào tẩy nó đỏ nhá. Tí quần chả có mà mặc thì nó. Mà thôi, đi cả cái tiền này cắt đi. Tiền này cắt đi. Chị đi. Bây giờ nó đánh cẩn thận không đánh căng như vừa nãy nữa. Chấp nhận thua đấy. Chấp nhận thua thì bỏ về, chấp nhận thua vẫn còn quay lại. Chấp nhận thua cố gỡ ít ít thôi, không tham gỡ nhiều nữa. Thừa ca thừa át. Nhà kia bao nhiêu? À nhà kia, à, cô đánh không? Đánh đi. Đây lấy 2 triệu này. Đúng không? 4 triệu cân. Ai cân ai đánh là 4 triệu? Ẩm 2 rồi đi. 4 triệu cân này. Thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lại thêm mất con SH nữa là cùng những cái gì đâu mà. Cắm đồ mà đánh như này hết rồi. Mấy điểm? 6 điểm. Toàn 5 6 điểm thì làm sao mà đánh được cái này? Bài nó phải như này cơ mà. Liêng nó RQK rồi. Cái thế thì còn ảnh RQK. Nó dãy một lúc cái kệ em quan trọng gì. Không muốn đánh nhiều đánh phàm này thì cũng thua sớm thôi. Phàm sao phàm? Thiếu chưa có gà đâu nhá. Đấy 2 triệu rưỡi rồi. Chưa ẩm. À chưa ẩm. Ông kia đóng 2 triệu xong 1 triệu đấy. Tôi đóng 2 triệu rồi, 1 triệu vứt đầu rồi. Ôi, thế với ông ơi. Tự động tự giác ấy. Tiền nhiều này, gà ăn quýt gà. Ăn gà ngon rồi nhỉ. Quýt gà. Đây. Cân rồi. Đấy. Cân 4 triệu à? 4 triệu.
Em cân 2 3 4. Có gì không? Nhà này đi á. Thôi từ từ nào. Má bỏ. Cần đôi mà hai. Thôi đây anh chắc lắm, bây giờ có kế hoạch rồi nhá. Đúng chân kinh nha được không? 9. 9 gặp 9. Là mình là người đầu tiên. 9 nhá. Một không mất 1.000 nào là được. Thế thôi mình. Đánh chắc rồi không dám đánh. Đây cũng không tố đây. Chứ bình thường là mình đánh nhất. 1 này. 2 này. Thôi chân kinh nghĩa là đánh nơi. Vào việc đi. Rồi chơi đi. Ôi, nhà. Tôi ông này chia mỗi cái bài anh chia sai. Tôi cũng không ăn tham, ăn hết tiền làng rồi. Dịch hình bốc tiền nhanh. Cân 4 triệu 2, 3, 4 triệu. Để anh phát này. Cân rồi. Anh làm gì? Anh đánh đi. Đây chỉ có 2 triệu này, có 3 triệu này, 4 triệu này, 4 này. 4 triệu này là để anh đóng gà, đóng xong. Úp cái A vào đọc đi. Đấy. Bỏ. Bỏ là đúng, tao không bỏ. Sao 7 điểm bỏ? Tao bỏ thằng đầu tiêu cân, 2 thằng cân đầu cánh rồi. Ai là đánh rồi. Tao bỏ 7 nước bỏ. Thế là đèn, thế gặp ông mơm này. Cánh cũng nào đánh, dù dùm nhờ kia nó đánh. Anh. Trời ơi. Mình nhìn nhầm. Toàn này, hình ảnh. Âm thanh. Âm thanh anh sáng. Được. 2 triệu này. Ô sao vậy? Tôi cũng đang thua đấy, còn gỡ nốt thì đánh nốt tố tầm ít nữa là tôi về đón con. Đến vòng tôi à? Mấy triệu cân? 4 triệu. 4 triệu cân. Cân nghe. 1 2 3 4 triệu cân này. 1 2 3 đánh thôi. Đâu mẹ hôm nay đi ăn thế nhỉ, mình cứ một điểm như này bỏ thôi. Bỏ rồi ông đấy chứ chẳng có gì thế này. 3 điểm bài không có gì, úp phần nào có gì nữa nhỉ, nó cứ ngồi yên đi mà thêm 5 triệu bỏ ấy. Rõ ràng 3 nước bài 1 triệu này, 2 triệu này, đúng 2 triệu thôi, 2 triệu. Còn 2 triệu này là xong rồi. 1 triệu này của tôi đây này, một cái kìa. Đây ông gà này, tôi đây ông gà này. Đây này, hạt này. Đi đi. 1 này, tiếp tục đi, chưa đâu. 2 này. Đây này, 2 triệu của tôi này. Chỉ nhanh. 3 triệu này. 4 triệu này. 1, tôi đếm cho. Đây này. 2 này. Chia đi. 3 này. Bốc đầu bốc đi cho tôi cái. Đây. 5 này, kiểm tra lại. 6 này. Đủ rồi đây. 7 này. Đấy, biết ngay mà. Theo tôi. Mình không kiểm tra là lần ngay. Mấy con gà không cứ thế thôi. Cái bỏ 4 triệu chưa? Bỏ rồi. Cái bỏ rồi, cái bỏ từ đầu rồi. Đấy. Mình nghi là có chỗ thằng chưa bỏ. Rồi đấy. Để kiểm tra bắt là gì ngay. Alo. Tiền 2 để đấy. Rồi, xong rồi. Để đủ rồi. Vừa nãy thiếu ông này mà. Đủ rồi. Chờ ông tí nhá. Mấy đồng bạc. Suốt ngày quên rồi, đùa. Ông đầu gánh đấy. Đánh đi, ông đấy. Tôi à? Nặng lâu mất thời gian. Tôi bình tĩnh thế nào, ông cứ vội mà cờ bạc to đấy mà suy nghĩ. Tôi không nghĩ đấy là to, tôi không nghĩ đấy là to đâu. Hả? Tôi không nghĩ đấy là to đâu. Không to. Thì bình thường. Thôi ông. Thì sao ông dưới đánh đi. Ông đánh luôn đi. Ông lướt đi. Bỏ rồi. Ba nước bài. Bỏ rồi. 4 triệu gần đấy. Gần 4 triệu thêm 2. Đấy, gặp đấy nhỉ. 4. Thêm 4. Cái 4 triệu gần luôn. Trách nhiệm cuối cánh 7 điểm thôi. 3 thằng 9. Ôi giời, thằng cha này hay sáp nhờ. Sao mày nhiều sáp nhiều liêng thế, mày đỏ thế. Mày ăn hết tiền tao rồi đấy. Cái bài như này thì mày cắm 2 cái xe nữa rồi em ạ. Không kịp luôn. Tao có đánh gì đâu, mất tiền gà thì 2 triệu. Tao như bọn mày đấy chứ. Kinh thật này, kinh thật. 2 triệu. Bay mấy con xe cũng lên. Đây. Cái kiểm gà cẩn thận nhá, đánh trường hợp như vừa nãy nhá. Phải kiểm đi kiểm lại đấy. Chỉ mất tới trước cửa nhà. Tôi mà không đóng gà thì ăn cứt con được không? Bỏ ơi. Con tao có ỉa đâu mày ăn. Cái 94 này. Mấy là cân? 4 triệu. 4 triệu. Nhiều 1 này, 2 này. Vẫn như cũ. 3 ai này, 4 này. Tưởng ai thêm thì sao? Từ từ. Bỏ luôn. 1 từ từ thì từ lại bỏ. 1, cứ đánh 2, đi, tôi 3, đánh 4, 5, 6, 7. Đánh đúng 8 triệu rồi.
chọc chọc đánh láo này, không làm gì được, cay. Đánh láo. Đây còn có nước, một nước này. Láo được như này không? Một quy thì láo gì? Quy át 1, át 2. Này, cho 2 đánh một cây mà. Cho 2 con quy thì cũng thế. Hay đánh một vài ván là thay đổi tình thế ngay. 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, đủ ga rồi. Gần đủ tiền cắm xe đấy. Chuộc mẹ xe ra em ạ. Làm sao phải chuộc em? Chuộc xe ra thì vẫn thua, đúng tiền trước cũng bằng nhau. À, tiền này. Đây. Đâu? Gì? Đây đúng không? Khéo lắm. Tôi lúc nào mà lên 3 ngát tôi mới đánh căng tay. Chưa khéo lắm. Khéo mà kệ. Không lên nổi nước, toàn tịt. Xong rồi, xong rồi. Mấy triệu cân? 4. 4 triệu cân, đuổi cho chạy. Re khói đi. Re kẹt. Thêm 5 triệu. Thêm 5 à? Thêm 5 à? Ông anh đi, có điểm đâu mà bán. 7 điểm bài, 8 thì tôi bắt đấy. 8 nói gì chết, nó phải cả 4 điểm bắt được không bắt. Đánh chết đây là nó có điểm thì bắt chứ không có điểm bắt sao được. Đấy đi này. Đánh cha là đánh chắc. Đâu gà đi. Đấy mà để đóng gà này. Tôi đã gà không. Đây này là một con gà này của tôi này. Đúng không? Đây này của tôi này. Còn 1 nhà nữa, còn 1 nhà nữa. Đây 2 triệu này là 4 triệu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông kiểm gà của tôi nhá. Rồi, ok rồi. Đúng rồi. Làm sao mà kiểm nhiều? Đánh thì tự giác chứ làm sao kiểm nhiều. Ôi giời ơi, xã hội này tự giác lâu. Mẹ mày đéo xem bài luôn. Thôi xem luôn á. Mẹ tao nặn 2 chân rồi đấy. Đánh 4 triệu trước, không xem bài. Ẩm neo. Ẩm thì tôi phải cân 8 à? Không cần tao cao cao chỉ cân 4 thôi. Không cần xem bài. Đừng có ngửa bài ra như thế. 4 thêm 6 đã thế. Chưa xem bài gì? Chưa. 4 thêm 6. Ô mày đúng gặp hàng rồi, chết dở rồi. Mày đánh láo đi. 2 này. 3 này. 4 này. 5, 6 rồi, 4 thêm 6. Xem rồi, nó chưa xem, xem đấy. Chờ tí, chờ tí. Đây, mỗi đây chưa xem thôi. Sai lầm rồi. Bao tiền cân? Cái tội láo lêu. 10 triệu cân. Chạt nè. Chạt gì, người ta đã lên bài rồi, người ta đánh 4 triệu kìa. Chưa lên bài đâu mà đánh. 10 này. Yếu gia viên. Lại thêm rồi à? Vất 10 ra ngoài nữa này. Kinh 20. Nhà cái 16 triệu cân. Phải kinh. Trong vẽ thì ông 16 triệu cân. Nhà kia tay kia kìa. Giờ nhé. Tay cắm xe kia kìa. 16 triệu cân đúng không? 16 triệu cân đấy. Ông với tôi 20. Với buồn giả tiền đưa máy đấy thôi. Máy giá trị đó. Máy đấy làm ra mấy chục đi. Máy là cân. 16. Nhanh nhanh mất thời gian. Đánh có 4 triệu. 16 triệu đúng không? Tôi đổi 6 triệu, nhà này nó đổi 10 triệu, đâu chẳng 16. 1, 2, 3, 4, alo. 5, 6, ơi. 7, 8, 9, 10, 11, lâu, 12, lâu, lâu. 13, 14, 15, 16 đang này. Bận nhá, đang bận. Được chưa? Được rồi. Từ đã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kỷ niệm cho các bạn 10 triệu nữa. Tôi bao nhiêu triệu cân nhỉ? Ông bỏ 20. 2 xịt. 20. Nếu như mà yếu thì ra biên, đấy nói thật. Từ đã xem bài. Nào, tôi xem cái bài nào. Không, đừng có xem bài ông. Bởi vì là ở đây ông cân này sẽ bị phạt 3, tiếp. 4 5 6 7. Còn bọn tôi là những người ngồi trên lưng hổ rồi. 10 này, 1 2. Cân thì còn người đi gỡ. Cân thì cũng yếu. 6 này, 7 này, 8 này. 9 này, 10 này, tôi cân. Cân rồi. Ông 10 triệu nữa cân. Từ từ nào. Hắn đang thêm bây giờ. 10 triệu cân kìa. Thêm 10 nữa kìa. Thấy chưa? Tôi bảo không nghe. Nhà này hết tiền cân thôi. Nhà như ru mình ấy nhỉ. Ông bạn cứ đếm cho tôi 20 cái đây. Chịu. Cứ đếm xong rồi tôi gì đó. Chịu. Mày chuyển khoản đây là. Cứ đây thôi ông này đang nhanh không? Không cân, thì cân làm sao được? Ông cứ mượn ông đáp tay tôi 20. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ván này quyết định đấy nhỉ? 20 cứ vứt vào đây luôn nhá. Vứt vào luôn. Đấy. Đấy thêm 15 triệu đây, 5 triệu nữa là tổng thêm 15 triệu. Ông 25 triệu mới cân đấy. Không ăn được bài này. Bỏ 3 4 5 theo 2 vòng rồi đấy. 15 triệu thôi đúng không? Ừ. 1, 2, 3, đẹp thật. Đúng ngay con nhà to. Đây 20 mà.
đúng chưa nhỉ? 15 triệu cân. Hai chục nó thêm lại. Còn thêm 10. Thêm 10. Thêm 10 đấy. Thêm 10 đi, thêm 10 đi. Thêm 10 đi. Đã mà không bỏ tiền vào đâu thì phải thêm vào. Thêm bỏ tiền vào ông đếm bao nhiêu? Trên tay bao nhiêu ông? Tự tên như hôm nay đi. 14 đúng không? 14. Ông làm gì đủ 14. Ông vứt mẹ điện thoại vào đây cân với nó. Làm sao phải vứt mẹ? Ông cứ 2 chục rồi, bây giờ thêm 1 chục nữa là 3 chục. Ông cứ bắt người ta thêm trong ông này đi vay. Tôi vay tôi có xin không? Tôi quay. Đây này. Còn 500 nữa, thêm 500. Rồi thêm 500 giờ con người chứ ra thằng này. Ông ăn thì ông đi mượn tiền thì bây giờ ông thêm 500. Nó lại thêm cho mày. Cay nhưng mà tôi cay hiểu không? Cay cái gì? Lật mẹ ra đi. Ông lật đi. Lật ăn đi. Đến quy. Đến quy đây. Quy. Quy rồi. Quy rồi. Mẹ rồi ăn mẹ đi. Mày mất 3 xe đấy. Quy ở dưới cùng con ạ. To này to nhất này, ăn rô này. Mày biết gì? Sao này? Thứ xưa mình thua rồi. Thua thì sao mà thắng mãi được? Cũng phải có trận thua chứ. Tính ra 25 triệu. 25 triệu nào? Tôi 2 chục nhá. Mượn nha, mượn 30 triệu. Thằng này 30 triệu. Bình tĩnh ra hơn 100 ấy. Ông cứ nghe bảo nó sút làm gì, tôi đưa cho ông 35 triệu. Mày làm sao phải vướng thế nào? Đến 40 giả anh nhá. 40 có 40. Nghỉ luôn làm gì nữa. Nghỉ sao được? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, ông cứ cầm tạm 10 triệu đi đi chợ. 10 là 10, tôi cầm kẹo gì giả xe đến 40, cầm cước kia hết. Đếm thì đếm. Thì để mà biết rõ như vậy thì cái cách mà kín đáo và hiệu quả nhất thì đấy là mình dùng cái con kính gọi là kính áp tròng này rồi, đúng không? Cái này thì không thể bàn cãi rồi. Thế nhưng mà tôi muốn nói ở đây một điều để các bạn biết là con kính này nó đẳng cấp hơn so với những các cái con trước. Các con loại kính hộp gỗ to ấy thì cái kính khi mà đeo vào bên trong ấy nó cũng nhìn rõ thôi, nhưng mà ngược lại là khi mà nó nhìn xung quanh ấy, nó mờ hơn bởi vì cái kính của nó là kính tối. Còn cái con kính này này đấy gọi là kính sáng đây, kính này gọi là kính sáng. Khi mà đeo vào cái con ngươi nó rất là bé, nó bé hơn con ngươi của mắt của mình, cho nên khi đeo vào nó êm mắt này là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là cái kính sáng, cái này đeo vào này các bạn nhìn nó không bị tối đây. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, nhìn vào nó rất là sáng, đeo vào nó rất là sáng. Khi các bạn đeo vào các bạn nhìn thấy rõ luôn này. Đấy, các bạn thấy sáng không? Còn cái con kính ngày xưa các bạn, nếu các bạn đeo các bạn thấy rồi. G này, Q này. Đấy, này. 8 này. Đấy, tiếp tục này. 3 này. Đấy là cái về con kính này, nó là như vậy. Còn đây là bộ bài kính áp tròng. Thì tất nhiên là kính này nó phải đi kèm theo bài, nhưng ngược lại là cái bài này nó giống y chang như bài ngoài chợ. Tất cả các mẫu bài nó giống y chang luôn, nó không khác gì cả. Nó không có một cái điểm nào hay là cái gì cả. Đây là bài kính áp tròng phải không? Đây là bài máy. Kính áp tròng đấy, nó là như vậy. Nét luôn. Đeo vào nó sáng này. Kính, cái loại kính này nó sáng hơn so với cái kính ngày xưa. Đấy, thì anh em nào mà cần tư vấn về cái loại kính này ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình ấy. Đây, nét không? Kính này. Nhìn rõ một một như này, đánh như này thì mình biết điểm người ta đánh cái gì nữa đúng không? Cuộc chơi nó mất vui mẽ rồi. Chỉ có mình hốt bạc thôi.